Đây là giường nằm của em bé. Từ bốn phía khói đo này kia đầy đủ. Kẹp rúng September 26. Tủ lạnh đồ cho mẹ cũng là đồ cho baby. Monitor, six AM. Sofa bed. Sofa bed này cho người thân nằm ngay đầu giường, có tất cả những cái cho mình để đồ, rất là comfortable, convenient. Đây là bảng điện, oxygen. Chân của cái máy nốt station, nốt station ở đây. Trước khi ra khỏi phòng thì nốt là sai ao hết mấy thông tin bệnh nhân, hãy privacy. Xin rửa tay. So beautiful. And so maybe là chưa sử dụng tới thôi.
dangerous ways. The washroom. Threatening or intimidating a hospital employee is a criminal offense. Dog and dog checklist. Suction. Đồ khám, đo thêm mắt. Stethoscope nhí mini. Để đây sẵn. Cưng không? Cưng quá.